Đi Interview đạt doanh thu trực tuyến 31 triệu Mỹ kim, cao gấp 6 lần doanh thu phòng vé. Theo một thông báo mới từ Sony Pictures Entertainment cho biết, bộ phim hài Đi Interview hiện đã thu về hơn 31 triệu Mỹ kim từ các dịch vụ trực tuyến và truyền hình cáp. Bộ phim này đã được thuê hoặc mua hơn 4.3 triệu lần kể từ khi phát hành vào ngày 24 tháng 12 vừa qua. Ở thời điểm hiện tại thì Đi Interview đã giành được hơn 5 triệu Mỹ kim doanh thu từ 580 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Bộ phim này đã trở thành nguyên nhân gây ra một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng vào Sony, một hành động mà Hoa Kỳ cho là đã được Bắc Triều Tiên thực hiện. Hàng loạt các cụm rạp lớn ở Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả AMC và Regal Entertainment, đã từ chối công chiếu đi interview vì những đe dọa bạo lực từ các tin tức. Điều này khiến cho Sony phải thu hẹp phạm vi công chiếu tại các cụm rạp nhỏ và phát hành bộ phim thông qua mạng Internet vào ngày 24 tháng 12. Giám đốc điều hành Sony Corp là ông Kazuo Hirai đã lên tiếng khen ngợi các nhân viên và đối tác của công ty tại Hollywood vì nỗ lực chống lại những đe dọa từ các tin tặc.